với hội chợ rau xanh, các bạn có thể ăn thử tất cả các loại rau ngon. Nhìn này các con, những quả cà chua đỏ và ngon cho gia đình bạn. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Cà chua trông thật là tươi ngon đây, ăn ngay thôi, ngon lắm nhé. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, cà chua rất tốt con à. Mọng nước. Yum yum, cà chua thật ngon. Đi theo mẹ nào. Ăn thử cà rốt tươi ngon của chúng tôi nào. Hãy ăn thử súp lơ. Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Súp lơ thật là thơm ngon đây, ăn ngay thôi, ba rất thích. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, súp lơ rất tốt. Đến đây các bạn sẽ thích điều này đấy. Yeah, đi nào. Hãy xem này đồ ngon lắm nhé. Yum yum yum, yum yum yum. Hãy xem này đồ ngon lắm nhé. Bạn ơi có thích không nào? Có rất nhiều loại rau xanh tươi ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều loại rau xanh tươi để ta sẽ có sức khỏe. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn. Những loài động vật giống như hổ thì sống ở trong rừng. Trong rừng còn có rất nhiều loài khỉ và chim với rất nhiều màu sắc. Em có muốn gặp các bạn ấy không bé John? Ý hay đấy. Nghe có vẻ rất vui đấy các con. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Vườn bạch thu mình cùng đi chơi nhé. Bạn có muốn đi không nào? Có rất nhiều động vật nhé. Tôi, hổ và hà mã, mình rất thích động vật. Còn bạn thì sao? Vườn bạch thu ôi thật là tuyệt. Chào mừng các bé đến với vương quốc động vật. Cảm ơn chú ngựa vàng. Có rất nhiều loài động vật nhé. Đây gia đình của bạn hà mã đang ngâm mình trong hồ nước. Vườn bạch thu ôi thật là tuyệt. Chúng có thân hình nhịp thật là lớn. Chiếc răng của hà mã to lắm với cái miệng rộng. Em xem nhé, bạn ấy đang yêu chưa kìa. Bé John, mẹ nghĩ bạn ấy muốn chơi với con đấy. Mọi người có thấy không? Bé John, con đã có một người bạn mới. Có rất nhiều loài động vật nhé. Đây chính là hồ con rùng mạnh với tiếng gầm thật là lớn. Bạn ấy rất đáng sợ. Những lúc bạn
màn trình diễn của các bạn khỉ sắp bắt đầu rồi. Thưa quý vị và các bạn nhỏ, tôi xin giới thiệu với các bạn một màn trình diễn vô cùng thú vị. Ôi không, khỉ ngốc. Chuyến đi vẫn chưa kết thúc đâu. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy? Mẹ cũng không biết nữa. Chúng mình cùng lên cao nhé. Chúng mình cùng lên cao nhé. Ta sẽ gặp một người bạn mới. Bạn hãy xem với bọn mình. Kêu cao cô này nhìn kia em. Với chiếc cổ dài trông thật cao. Rất thân thiện là người bạn tốt. Bạn ấy đang yêu không nào? Nào cả nhà, tiếp tục hành trình thôi nào. Hẹn gặp lại ở dưới nhé. Chúng mình cùng nhau trượt xuống. Hãy xem cầu trượt đi đâu nhé. Tớ thích cầu trượt, còn bạn thì sao? Cùng nhau chúng ta đi nào. Chúng mình cùng nhau trượt xuống. Hãy xem cầu trượt đi đâu nhé. Tớ thích cầu trượt, còn bạn thì sao? Cùng nhau chúng ta đi nào. Các con nhìn kìa, các bạn tới đúng lúc diễn ra buổi diễu hành của những chú voi. Wow, thật là tuyệt. Chúng mình cùng xem voi nhé. Chúng mình cùng xem voi nhé. Voi thân hình thật cao lớn. Cậu ấy đang diễu hành kìa. Hôm nay mình được đi vườn thú. Có rất nhiều loài động vật đây. Mình rất thích động vật. Còn bạn thì sao? Vườn bách thú thật tuyệt. Không, vị của nó rất đắng. Anh thấy chua chua và thấy đắng. Là quả cam, là quả cam. Cam rất ngon, hãy cùng nhau ăn. Yum, 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 yum.
sẽ có một buồng tắm tuyệt vời với tất cả những món đồ chơi yêu thích của mình. Đặt bé vào trong trong bồn tắm đầy trà tắm và chơi đồ chơi nhé con. Bông bông nhiều lắm, nước thì dâng cao, thật vui mình cha nghe sóc sóc sóc. Đó là một trò chơi thú vị. Cá mập con là cá mập màu vàng. Con có thể đưa nó qua vòng màu vàng không? Con đã làm được rồi, con yêu. Con đã tìm thấy chiếc vòng màu vàng. Con có muốn xem cá mập con thổi bong bóng không? Bông xà bông bông nồi bên đây, bông xà bông kia ngay bên kia. Bông bông kia trong nước và không trung, bông thần kỳ bông khắp muôn nơi. Cá mập anh có màu xanh. Con có thể tìm chiếc vòng xanh cho cá mập anh không? Đúng rồi, con đã tìm thấy chiếc vòng xanh. Màu tím cho chị cá mập không? Wow, tìm thấy cái vòng tím nhanh ghê. Một cây bồn nho nên dành cho con, một nơi tuyệt lắm nào bé hãy đến cùng nhau mình khám phá nào bé yêu, rồi ta trèo đi thuyền. Mẹ màu đỏ, tại sao chúng ta không giúp cá mập mẹ vượt qua vòng màu đỏ? Chúng ta có đủ bọt bong bóng rồi. Một cái vòng màu đỏ. Con làm tốt lắm. Vào lúc trời khói nơi này ta đi. Con yêu, chúng ta sẽ cùng đi nhé. Con không muốn đi vệ sinh ở trên kia đâu. Con không muốn đi vệ sinh ở trên kia đâu. Nhìn này con mê có chiếc bô bé nhỏ. Chiếc bô sẽ dành riêng cho con. Mình thử nào. Ha ha ha.
chào. Mình cần dùng dây sau khi đi vệ sinh xong. Mình cần dùng dây sau khi đi vệ sinh xong. Làm theo ba con hãy xem này. Xé dây đúng cách nào con nhớ nhé. Đừng ngậm. Này là giấy vệ sinh đấy. Con đã biết dùng bô rồi. Vâng, mời vào. Con trai, con đã làm được, chúc mừng con. Em có nhớ dùng giấy vệ sinh không? Có ạ, em dùng rồi. Và em có rửa tay bằng xà phòng không? Em có ạ. Sớm thôi, con sẽ không cần dùng bỉm nữa. Bé John của chúng ta đã lớn rồi. Wow, các con hãy nhìn kìa. Wow. Wow. Yay. Những chú vịt con thật đáng yêu. Chúng ta đi chơi thôi. Yeah. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng một chú đi đâu rồi, chỉ còn một chú vịt ở đây. Một chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Ở bên này. Chúng ta đã làm được rồi, bé John. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng hai chú đi đâu rồi, chỉ còn ba chú vịt ở đây. Con của mẹ đi đâu rồi? Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng ba chú đi đâu rồi, chỉ còn hai chú vịt ở đây. Ba chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Ô, thật là thú vị. Quạc quạc. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng bốn chú đi đâu rồi, chỉ còn mỗi chú vịt này ở đây. Ôi không, bốn chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Chúng ta là vịt cướp biển. Yo-ho! Bơi sang bên kia thôi. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng các chú đi đâu rồi, chẳng có chú vịt nào ở đây. Cả năm chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Mấy bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Em yêu, ở bên này. Wow. Yay. Yay. Trượt cầu trượt sẽ rất thú vị. Chơi ngay thôi nhé năm chú vịt. Nào mình cùng là vui. Có chú vịt nào muốn uống sữa không?
Cả anh nữa. Giờ mình cùng uống sữa ngay nào, sau khi chơi sẽ rất đói bụng. Nào mình cùng kêu quắc quắc quắc, vịt con đi chơi thật là vui. Yummy yummy. Chúng ta đến nơi rồi các con. Xin chào. Chào mừng các bạn đến với công viên nông trại cho trẻ em. Chơi thật vui nhá. Hãy đến đây nào các bạn. E I E I O. Trong nông trại có chú lợn. E I E I O. Lợn kêu oanh oanh, lợn kêu oanh oanh. Kêu bên đây, kêu bên kia, kêu xung quanh oanh oanh. Hãy đến đây nào các bạn. E I E I O. Hãy đến đây nào các bạn. E I E I O. Trong
hãy đến đây nào các bạn. E-I-E-I-O. Trong nông trại có chú ngựa. E-I-E-I-O. Ngựa kêu hi hi, ngựa kêu hi hi. Vịt kêu quạc quạc, vịt kêu quạc quạc. Lợn kêu anh anh, lợn kêu anh anh. Những âm thanh thật thú vị. Đến đây nào các bạn. E-I-E-I-O. Trong nông trại có chú kiều. E-I-E-I-O. Kiều kêu ba ba, kiều kêu ba ba. Ngựa kêu hi hi, ngựa kêu hi hi. Vịt kêu quạc quạc, vịt kêu quạc quạc. Lợn kêu anh anh, lợn kêu anh anh. Những âm thanh thật thú vị. E-I-E-I-O. Đến đây nào các bạn. E-I-E-I-O. Trong nông trại có chú bò. E-I-E-I-O. Bò kêu mu mu, bò kêu mu mu. Kiều kêu ba ba, kiều kêu ba ba. Ngựa kêu hi hi, ngựa kêu hi hi. Vịt kêu quạc quạc, vịt kêu quạc quạc. Lợn kêu anh anh, lợn kêu anh anh. Những âm thanh thật thú vị. Đây nào bé John. Bắt được rồi nhé. Đừng đùa nghịch nữa bé yêu à. Đã đến lúc ta đi ngủ. Đừng đùa nghịch nữa bé yêu à. Hãy nghe lời em ơi. Mình cần mặc pyjama. Pyjama, pyjama. Chị và mẹ sẽ giúp em mặc. Thay đồ nào em. Nó đây rồi. Nhìn này bé John, bộ pyjama khủng long mới này. Wow, trông thật đẹp mẹ ơi. Bộ đồ xanh lá cây này, pyjama khủng long rất tuyệt. Mặc vào con sẽ thành khủng long thật ngầu nha. Cần sò chân trước con à. Xong ta cho tay vào. Giờ mình đổi chiếc mũ nào. Con chính là khủng long. Giờ chúng ta phải đánh răng nhé, bé John. Đầu tiên, khủng long cần đi đánh răng. Bạn sẽ tham gia với chúng tôi chứ? Bạn khủng long rất nghe lời. Em ơi, hãy xem này. Mình cùng nhau đánh răng nào. Răng sẽ khỏe mạnh hơn. Bạn khủng long bé nhỏ. Hãy mau đánh răng nào. Chai sạch răng nhé em à. Răng sẽ khỏe mạnh hơn. Chúng ta đọc truyện trước khi đi ngủ. Nhưng đây là câu chuyện khủng long. Bạn khủng long bé nhỏ đang chơi vui bên ba mẹ. Nhìn trời đã rất khuya rồi, khủng long đi ngủ thật ngoan. Bạn khủng long bé nhỏ vui chơi đã rất mệt. Bạn khủng long bé nhỏ đi ngủ thật ngoan.
bạn không lóc bé nhỏ, nhắm mắt ngay thôi nào. Bạn không lóc bé nhỏ, mơ thật đẹp nha. Bạn không lóc bé nhỏ, nhắm mắt ngay thôi nào. Bạn không lóc bé nhỏ, hãy mơ thật đẹp nha. Muốn làm gì vậy? Ba có thể giúp không? Trạng sửa xanh của chúng ta.
bắt đầu nhé con, chạm rửa xe đã sẵn sàng, cùng đi qua nhé các con, nơi thật tuyệt phải không? Những chiếc xe cần rửa sạch sẽ luôn nhé con hiểu à. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Đầu tiên chúng ta cần làm sạch kính chắn gió, lấy nước và rửa sạch hết vết bẩn nào. Chạm rửa xe chúng mình có thêm xà phòng đây nhé các bạn. Nhìn này bong bong pop 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 pop, thật tuyệt phải không? Bong bong xà phòng rửa sạch xe cho chiếc xe của mình. Xoa xoa rồi tra thật kỹ, rửa xe tuyệt quá đi. Ba sẽ cho con xem cách tạo bong bóng bằng bọt biển. Nhúng bọt biển vào xà phòng rồi cha cha cha. Làm cùng nhau nhé rồi nước ngay, bọn mình lau hết vết bẩn, thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Bong bong xà phòng rửa sạch xe cho chiếc xe của mình. Xoa xoa rồi tra thật kỹ, rửa xe tuyệt quá đi. Chúng ta phải xả nước cho hết xà phòng trước rồi mới lau cổ xe, rửa sạch cả các lỗ nhỏ trên xe nữa. Rửa. Sẵn sàng nhé con, mình cùng nhau xây xe này. Thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Xe vệ sinh này đi qua nhé, ba sẽ xây khô nào. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Nếu xe vẫn còn nước, chúng ta cần lấy khăn lau lại cho thật khô. Lau, xe sẽ khô. Có khách đang đợi kìa.